Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đến với channel của Phuong Nga. Và hôm nay là ngày cuối cùng, và sau những ngày mà Nga thực hiện chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ và Nga đến bang Virginia, có nghĩa là Nga trong 3 đêm ở 3 nơi khác nhau. Đêm thứ nhất Nga ngủ ở tại Cali, đêm thứ hai mình ngủ tại nhà dì, và đêm thứ ba mình ngủ cũng tại một cái căn nhà mà thuộc Smith Mountain Lake. Và hôm nay là sau ngày thứ tư, và bây giờ Nga đã bắt đầu chuẩn bị hành lý để trở về nhà. Và Nga muốn ghi lại những hình ảnh tại nơi đây một lần nữa cho mọi người có thể nhìn thấy được khung cảnh chung quanh ở cái khu mà Mountain Smith Lake này. Nó rất là yên bình và có thể có nghĩa là thoải mái, và nếu như mình có điều kiện thì các chị và các bạn có thể đến đây. Và trước mặt Nga thì có một cái hồ, và hiện tại thì những bạn nhỏ đang go fishing, có nghĩa đi câu cá ở đây. Ui, có giận, be careful. Đây là một phần của Smith Mountain Lake. Nó nằm trong một cái khu mà giống như là một cái quần thể núi, và cái hồ này nó rộng. Nếu như so ở Việt Nam thì nó giống như là cái hồ, gọi là cái khu vực mà hồ Truyền Lâm ở Đà Lạt vậy. Và cái khu hồ này thì từ những cái căn nhà này, hầu như trước những cái căn biệt thự ở đây họ có những cái khu vực mà để đi ra, và tất cả các nhà ở đây họ đều có một cái du thuyền hoặc là một cái cano. Ở đây gọi là một cái các cano mini để mà chạy vòng vòng cái khu lake này vào cuối tuần. Thì hôm bữa trước khi mình đến đây thì cuối tuần mình thấy là chung quanh họ có những cái chuyến chạy ra đến ngoài phía bên kia của ngọn núi, có nghĩa là phía bên kia của cái hồ. Khung cảnh ở đây sáng sớm khi mà bình minh mà ló dạng á, ánh nắng mặt trời nó tạo ra một cái khung cảnh giống như là một bức tranh. Và đây một cái cano mini của một cái cano mà của từng nhà họ đều để đây. Và khi mà mình mướn nhà thì tất nhiên người ta sẽ không cho mình đụng đến khu vực này, mình chỉ được là ra đây ngồi và câu cá. Và mình không có thể làm bất cứ gì hơn ngoài việc là câu cá thôi, hoặc là mình ở đây mình chơi, hoặc là uống cà phê ngắm cảnh ở chung quanh. Rồi. Thì trung bình một cái căn này khi mà người ta cho mình mướn tầm khoảng trong vòng cái chỗ mà mình ở 4 ngày thì mình nghe nói là tầm khoảng 3.000. Và hiện tại một cái căn nhà mà mình đang ở thì họ đang rao bán với một cái giá mà mình coi trên mạng là khoảng 1,8 triệu đô. Gồm có 3 tầng. Bây giờ mình sẽ ghi lại hình ảnh của những cái bạn nhỏ ở đây đang câu cá nha. Và mọi người có thể nhìn thấy là những đứa bé ở đây nó câu cá rất là vui. Và tụi nó cứ chiều tối là nó ra nó câu, rồi xong rồi hơn ngày hôm qua thì cái nhóm của Nga đã có món là cá chiên để mà ăn. Wow! Hey, wait, careful. Do you? Hey, do you find any worm to put in for the fish to eat it? What? Worm? Oh, I never found any. This is like cold. Kaden, this is cold. Oh, it's cold. What is it? Huh? Shrimp. The worm, maybe you find it in the land. Let's go get a minecart, shovel, and dig up the yard. Just kidding. What? Let's go and dig up the yard. We'll be right back on this next show. While the boys are getting bored. Oh. Let's just say that we just... Hey, Hannah. Hannah, pick up and put it in. Và hiện tại bây giờ Nga đang ngồi đây và Nga ngồi câu cá chung với mấy đứa nhỏ. Thì mình cũng chọn, thật sự ra là đối với mình chưa hề đi câu cá ở trong một cái hồ lớn này bao giờ. Và mình thấy mấy đứa nhỏ là ngồi câu cá ở phía bên kia. Đây, tụi nó đang câu bên đây. Và Nga qua bên một cái phần này, tại chỗ này nó yên tĩnh hơn. Và mình cũng đã thả mồi xuống. Ở bên đây tụi nhỏ hôm qua giờ nó câu cá, nó không có dùng giống như là dùng con trùng, giống như ở Việt Nam mình là đào những cái con trùng để mà gắn vô. Và nó dùng đây, nó dùng là tôm và gắn vô cần câu. Và hôm qua giờ thì những đứa bé này nó đã câu được cá dùng mồi là tôm đó. Đây, Nga đang thả cái mồi câu của Nga xuống dưới đấy và mình chỉ ngồi chờ thôi. Có lẽ như là sáng nay thì mình nãy giờ mình dòm ở dưới hồ này thì mình không thấy cá đâu hết á. Chắc phải ngồi chờ kiên nhẫn coi tụi nó ở đâu. Hiện tại thì mình đang ngồi thả mồi và cái việc chờ cá nó cắn. Ê, hey. Sao nó mua kìa con? Mình đang thả mồi ở dưới nước và chỉ chờ ngồi cá cắn câu thôi. Trong lúc ngồi chờ đợi mà cá cắn câu thì mình cũng kể cho mọi người nghe về cái chuyến hành trình của những ngày hôm nay, trong khoảng 4 ngày vừa qua. Thì từ nhà mình ở khu gần DC, mình di chuyển lên đến khu Smith Mountain Lake này, chạy đường xe khoảng 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi. Tùy theo là có kẹt xe hay không, nhưng mà không kẹt xe thì tầm khoảng 4 tiếng. Và trên hành trình đi thì có nhiều cái đường, có nghĩa là có nhiều cái tuyến đường để mà đi đến nơi đây. Nhưng giống như nếu như mình đi những cái tuyến mà gọi là đông, giống như là gọi là tuyến chính là sao? Tại vì mình nghe chị nói là đi những cái tuyến đó thì nó sẽ dễ bị kẹt xe, tại vì nó đông, tuyến đó nó đông. Và chọn một cái đường đi khác cũng có thể đến đó được, nhưng mà tuyến đó thì nó dài hơn chút, nhưng mà tránh được kẹt xe. Và khi mình đi đến đây thì mình nhớ lại là năm ngoái thì ở khu vực của mình ở cũng xung quanh cái hồ Mountain Smith này, nhưng mà nó ở phía bên bờ kia. Và các anh chị thấy đây, Nga sẽ show cho các anh chị đó, như phía bên tuốt bên kia, các anh chị thấy tuốt bên kia đấy. Đó là năm ngoái mình ở bên bển, và từ bên đây, từ bên cái chỗ ngôi nhà này của mình ở, mình di chuyển qua tuốt bên kia thì nó tầm, khi mà chạy đường xe cũng tầm khoảng 1 tiếng thì mình mới đến đó. Nhưng mà thật sự là nếu mà có tàu từ đây qua bên kia thì nó không có xa, nhưng mà khi để mà đi qua bên đó thì mình sẽ chạy một cái đường dọc. Chính bản thân Nga cũng muốn trở lại như thế này. Khi mà câu cá thì đây là lần đầu tiên mình nghe làm câu cá thì dùng mồi. Thông thường là mình sẽ dùng con trùng, tại vì mình sẽ phải câu cá bằng cách là mình phải dùng cái mồi mà của con cá nó thích, chứ không phải là dùng cái mồi mà của người ta thích. Tại vì nếu mà mồi mà của người ta thích, ví dụ như các anh chị thích ăn món này món kia, các anh chị lấy đó để câu cá thì không thể nào câu được. Và muốn câu cá thì tất nhiên mình phải chọn mồi của cá thích. Hồi nãy Nga cũng có nói chuyện với một anh chàng bé đó, anh chàng nhỏ nhỏ đó. Hồi nãy giờ mình ngồng thấy nó câu, mình hỏi là con câu mồi cá hay mồi gì. Khi nó đi kéo cần câu lên, nó nói là nó lấy berry, nó câu cá. Mình ngầm đấy, không, con phải lấy, một là con tệ lắm con cũng phải lấy là con tôm để mà con câu, hay là con trùng con câu, chứ tại sao con lấy berry. Nó ngồi nó là nó chỉ thích thử thôi. Và các anh chị và các bạn thấy đằng sau lưng của mình đó, có nghĩa là họ cho mình sử dụng hết tất cả mọi thứ, chỉ trừ là mình không được vô cái phòng đó của họ. Tại vì cái phòng đó Nga nghĩ nó là một cái phòng để mà điều khiển tất cả những cái hệ thống ngay cái khu vực này, để mà hạ những cái con tàu xuống và đi, và họ không cho mình đụng đến cái khu vực đấy. À, cái nhà mà đối diện với mình ở bên kia họ bố trí có vẻ là mình thấy là đẹp hơn so với bên chỗ của mình đang ngồi. Bên đó hôm qua thì mình cũng thấy có những người chủ nhà người ta ở trên đó và người ta xuống. À, một số điều lệ của cái khu vực này, thì cái khu vực này nó một cái là họ không cho mình ra ngoài ồn ào sau 9 giờ. Tại vì những người hàng xóm bên đây họ sẽ complain với cái khu vực ở khu vực địa phương, và sau 9 giờ ở ngoài có nghĩa mình ồn ở trong nhà thì ok, nhưng mà các anh chị trong nhà thì cũng phải là đóng cửa, nhưng mà nếu mà ra ngoài á, mà ồn á, thì họ không chịu. Đúng, thật sự cái nơi đây thật là gọi là yên tĩnh làm sao. It's so peaceful. Nếu như mà một ngày nào đó mà khi mà retire thì mình cũng rất là thích có một cái khung cảnh như thế này để mà hưởng thụ cùng người thân, gia đình và bạn bè của mình. Ví dụ như được ở bên khu vực này thì cũng tốt, mà không được thì nhất định là mình sẽ cũng phải retire ở khu vực giống như Đà Lạt. Tại khí hậu ở đây hiện giờ nó giống như là Đà Lạt của mình, khí hậu giống như là tại khu vực hiện giờ là vào khoảng cuối mùa hè đầu mùa thu ở Virginia. Rất là đẹp, mát mẻ. Và một lần chót thì mình muốn ghi lại hình ảnh của cái hồ này, Smith Mountain Lake. Khí hậu sáng nay rất là se lạnh, mát mẻ, gió hiu. Ngày hôm qua thì trời mưa, sáng nay thì nắng đẹp, rất thích hợp mà để mà những bạn mà thích mà gọi là thư giãn, chụp hình. Vì nơi đây là một cái nơi mà Ngọc nói thật sự nếu mà lên hình ảnh và chụp được những cái đoạn clip thì không còn gì hơn. Trên đường mà đi vào cái hồ Mountain Lake là mà bên phía bên kia của cái khu vực các anh chị có thể đi hiking hoặc đi camping. Bên bển nó có một cái park. Các anh chị và các bạn thấy phía bên kia đó, nghe chỉ phía bên kia nó có một cái park rất là lớn, và mình vô đó để mà đi hiking rồi go camping inside. Ở bên bển đó thì nó rất là thích. Và năm ngoái khi mình đi go camping ở trong đó thì nếu mà cuối tháng 10 hầu như các lá cây ở đây nó đã đổi màu, còn hiện tại bây giờ thì chưa có đổi màu. Đây, một lần nữa thì mình sẽ ghi lại hình ảnh của toàn khu nhà này. Đây là bên lối đi bên hông của ngôi nhà. Nó có từng bậc này để mà mình đi, mình bước lên đây để khỏi mà trơn trượt. Đấy, các anh chị theo những đó này để đi vào bên trong nhà. Một lần nữa Nga xin gửi lời chào đến toàn thể các anh chị và các bạn. Và Nga cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi những video clip về cái chuyến đi ở Smith Mountain Lake này của Nga. Thật sự đối với bản thân Nga thì khi Nga đến nơi đây, Nga chỉ muốn ghi lại những hình ảnh thanh bình, đẹp và khí hậu mát mẻ ở đây. Và nơi đây là một cái nơi mà mọi người có thể nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc. Nếu như các anh chị và các bạn ở Mỹ hoặc là các anh chị và các bạn đi du lịch đến nơi đây. cùng người thân và gia đình. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn.